Tối ngày 13 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Sơn Trà bất ngờ tiến hành kiểm tra tại một căn nhà ở quận Sơn Trà, phát hiện 5 người Trung Quốc có tàng trữ nhiều hình ảnh đồi trụy cùng nhiều máy ghi hình, máy tính xách tay phục vụ cho việc phát tán lên mạng các hình ảnh trên. Những người này gồm Trương Huệ Mẫn, Tưởng Đăng Quân, Phương Tuấn Kiệt, Đới Hồng Hy, Lưu Tiểu Di và một đối tượng người Việt Nam là Sâm Thị Sang. Từ tháng 2 năm 2019, Sâm Thị Sang thuê căn nhà này ở cùng với bạn trai tên là Trương Huệ Mẫn. Tại đây, Sang cùng với nhóm đối tượng người Trung Quốc này tổ chức quay trực tiếp các video, clip đồi trụy, kích dục, quan hệ tình dục để tung lên mạng Internet. Bên cạnh đó, Sang đăng thông tin tuyển người làm việc lên các nhóm mạng xã hội trên Facebook để tìm kiếm những người phụ nữ tham gia. Mỗi người được trả từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng cho một lần tham gia. Anh nói là sẽ làm là vì là quay cái video mà gọi là như là Bingo Việt Nam, là chỉ cần là nói chuyện hát hay dễ thương, biết cách nói chuyện để tặng quà. Sau khi và là tôi đã tìm người cho ảnh thì chỉ là công việc đàng hoàng như vậy nên tôi mới đồng ý. Sau khi đó thì bắt đầu là bên này cho like là gọi là không mặc quần áo. Tôi rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Sau này nếu có cơ hội trở lại Đà Nẵng, tôi sẽ là một người khách du lịch hợp pháp. Việc nhóm các đối tượng người Trung Quốc thuê nhà tại Đà Nẵng tổ chức quay các video clip sex phát tán trên mạng Internet để thu lợi bất chính từ người xem, trong đó có hành vi giao cấu với trẻ em là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam. Hoạt động này có tính quy mô, tổ chức chặt chẽ, đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, dụ dỗ lôi kéo những phụ nữ trẻ em nhẹ dạ cả tin vào con đường vi phạm, cần phải xử lý nghiêm để làm gương cho các kẻ khác.